Ghen tị với những món quà khủng tiêm tặng Trương Quỳnh Anh. Anh chàng tiêm luôn thể hiện tình yêu với Trương Quỳnh Anh bằng những món quà bất ngờ có giá không mềm chút nào. Vợ chồng tiêm Trương Quỳnh Anh là một trong những cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Xuất phát điểm với nhiều thử thách khó khăn và trở ngại, thậm chí trong gần 5 năm sống chung, họ cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn đến mức Trương Quỳnh Anh phải đưa con bỏ nhà ra đi. Thế nhưng vượt lên tất cả những điều đó, hai vợ chồng luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình ngày càng vững chắc và bền chặt hơn. Đó có lẽ là điều khiến ai cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng này. Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, lúc này có lẽ là thời điểm thăng hoa trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của Tim và Trương Quỳnh Anh. Cặp vợ chồng thường xuyên khoe những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc bên cậu con trai Sushi. Sự tình cảm của cả hai làm cho các FA phát hờn lên vì ghen tị. Nhất là khi anh chàng Tim không tiết tiền mà mở hầu bao mua những món quà khủng để nịnh vợ yêu. Năm 2014, sau khi đón Trương Quỳnh Anh về nhà sau thời gian cãi nhau, Tim đã ngay lập tức tìm cách xin lỗi vợ nhân dịp ngày 8 tháng 3 bằng việc mua căn hộ mới cho Trương Quỳnh Anh và con trai. Khỏi phải nói, nữ ca sĩ bất ngờ và hạnh phúc trước độ khủng của món quà. Ngôi nhà có diện tích 46m2 với thiết kế hiện đại sang trọng và rất nhiều cây xanh là không gian thoải mái cho cả hai vợ chồng sau những ngày làm việc vất vả trở về. Bên cạnh việc mua nhà, Tim còn mạnh tay chi tiền đổi xế hộp tiền tỷ cho vợ. Chiếc xe có màu trắng sang trọng thuộc một hãng xe nổi tiếng. Rõ ràng, anh chàng đã ý thức được lỗi lầm của mình nên mới bù đắp cho vợ bằng cách này. Có lẽ bất cứ bà vợ nào cũng không thể không ghen tị trước sự chiều chuộng của Tim với Trương Quỳnh Anh. Vào dịp năm mới 2016, Tim cũng vừa tặng vợ món quà đặc biệt. Anh chàng đã huy động cả lực lượng cameraman hùng hậu xông nhà đầu năm để thực hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc bất ngờ và xúc động của Trương Quỳnh Anh. Khỏi phải nói, nữ ca sĩ đã ngạc nhiên và nghẹn ngào trước tấm lòng của ông xã thế nào. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!